Chào các bác, chào mừng các bạn trở lại kênh Channel với Tay Nghề Tốt Nha. Thì hôm nay mình lại review trực tiếp tận cảnh lắp chiếc xe của em Việt nhé. Đấy, em Việt ở dưới Thường Tín. Em đã liên hệ với mình cách đây được 2 ngày trước rồi và hôm nay hẹn mình qua lắp phim đồ của xe Hyundai HD700. Đây là đồ, toàn bộ đồ như mình đã nói với các bác, đó là hàng auto và clover. Đặc biệt cái về trang lưu thì cũng nói mang rất nhiều các bác rồi, đấy, phải phát như này nhưng mà không phát được gương. Đấy, trước đấy thì em cũng đã dùng cái về cho em bưa này nhá. Trước đấy thì em đã dùng cái về cho em mưa đen này các bác này. Đấy, sau khi nó khuất toàn bộ gương thì mình chấp nhận em bóc ra cắt đi, cắt đi luôn và thay toàn bộ cái về cho em mưa mạng này, nó mát không nhiều gương. Đây là hàng auto này các bác này, auto thì nó sẽ liền hết cái đít này nhá. Đây còn đây có gương bé, đây xoay tròn các kiểu các bác này, đây xoay tròn các kiểu luôn này. Đấy, rất thích luôn, khuất ăn hết toàn bộ góc nhìn, khuất đằng đầu. Đây đèn xi nhan, tay gương cầu đây. Đấy, đây mình vừa xong hôm nay trời Hà Nội nắng 40 độ. Đây kiến tam giác đây, đấy vừa lên một loạt đồ cho em nhé, phần gặp mưa không thiếu cái gì, sàn tam lô đây. Đấy, gương mạ chrome rất đẹp luôn. Đấy, thấy đèn xi nhan này các bác này. Đấy, và đây mình lắp cho em cái tam giác đằng sau chắn bùn nhá các bác nhá. Đây tam giác sau chắn bùn này rất đẹp luôn. Đây này, đang một loạt à tam giác đằng sau chắn bùn này. Rất đẹp các bác nhá. Đây đồ hiện tại của em rất nhiều đồ đây. Đấy mình đã vừa lên full đồ con này cho em Việt nhá. Đấy mấy anh em thích đúng đồ chất. Đấy các bác thấy không? Nó rất đơn giản thôi nhưng mà cực kỳ là kỳ công. Đây nội thất bên trong của em ý thì vẫn tổng thể vẫn đang nguyên kiện các bác nhá. Mới chỉ bọc ghế ra sport, thảm tablo 6D đây các bác này. 6D. Đấy, không thiếu cái gì luôn. Đây chiếc xe của em Việt. Đấy. Đấy. Đây. Một loạt đồ phụ tùng đây các bác ạ. Đấy, bác nào mà có nhu cầu lên đồ thì nhớ liên hệ với mình nhá. Đây. Nhiều hôm rất là mệt các bạn, đóng hàng rất là mệt luôn mà làm rất là mệt, dưới nắng này thì thật sự quá mệt. Bác nào mà có nhu cầu làm thì nhớ liên hệ với mình nhá. Đấy, hàng thì nó có rất nhiều loại hàng. Đồ mạ thì có rất nhiều loại đồ mạ, nhưng mà đến với mình thì mình nói luôn với các bác là không phải chém gió qua cái mang mạng xã hội ở đâu, và cũng không phải chém gió để cho bác đến mang hoàng. Nhưng mà em cũng đã rất nhiều lần review, giới thiệu về sản phẩm cũng như là mách các bác lên mua sản phẩm nào tốt và lên chọn lựa sản phẩm nào tốt thì độ bền nó cao và thứ hai giá tiền các bác bỏ ra nó cũng hợp lý so với đồng tiền các bác mua. Đấy, chứ đừng mua những cái hàng mạ nó không đủ thương hiệu, sau đó rồi lại trách móc và chơi ba cái đồ này trả đâu vào đâu. Đấy, toàn bộ hàng em là auto và KD. Đây, một loạt auto và KD đang định bị xuất hàng cho khách đây. Các bác thấy không? Đây, đóng hàng buổi chiều đến rất là mệt nhá. Thế nên thành ra là bác nào mà có nhu cầu ủng hộ em, càng rất là bé thôi. Thế nên thành ra là không có nhiều không gian nên các bác thông cảm. Đấy, thế nên thành ra nhiều khi không nghe được điện thoại các bác thì các bác nhớ là ủng hộ mình và gọi lại cho mình cũng như nhắn tin cho mình nhá. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều. Buổi chiều đến thì toàn là phải đóng hàng cho khách thôi. Thế nên thành ra là nhiều khi bận quá không nghe điện thoại các thông cảm. Đấy, đây là chiếc xe full tổng thể của Hyundai HD700. Đấy, đây một loạt đồ chơi các bác nhìn em không ạ. Đấy, sau đây mình sẽ tạm dừng cái video này để làm cho em một số những cái bài tiếp theo nữa. Cảm ơn các bác rất nhiều đến với video này nhé. Phụ tùng ô tô Nhật Đức đây, các bác vào đứng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều.